Thưa quý vị, có thể nói vào lúc này, thông tin về thời tiết tại các điểm du lịch trong dịp mùng 2 tháng 9 trên cả nước đang được rất nhiều người dân quan tâm. Và sau đây là câu trả lời từ các nhà dự báo. Nhiệt độ có xu hướng giảm nhưng lại kèm theo những cơn mưa rào có thể khiến nhiều cuộc đi chơi của quý vị và các bạn bị gián đoạn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày mai đến cuối tuần, khu vực Tây Bắc Bộ, đêm và sáng trời có nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Những cơn mưa cũng tiếp tục kéo dài trong những ngày đầu tháng 9. Tương tự, phía Đông Bắc Bộ cũng có mưa trong thời gian này, tuy nhiên có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, có gió giật mạnh trong cơn dông. Trong khi đó, toàn bộ khu vực miền Trung trong những ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9 cũng được dự báo có mưa rào kèm theo các cơn dông lốc, gió giật mạnh. Vùng núi có thể xuất hiện lũ quét và sạt lở đất. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, các tỉnh ven biển là nơi có lượng mưa lớn nhất, khoảng từ 100 đến 150mm. Các khu vực còn lại của Nam Bộ có lượng mưa trung bình khoảng 50 đến 100mm. Mưa không liên tục, lại hứng nắng trong ngày, nên thời tiết tương đối mát mẻ và dễ chịu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nghỉ lễ.